Hôm nay ngày cuối tuần, công việc cũng không đến nỗi vất vả, nên mình muốn làm một video để gửi đến các bạn, cho các bạn xem cho đỡ buồn nha. Thì video này cũng bình thường thôi, chắc các bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình muốn quay gửi đến các bạn để cho các bạn so sánh xem cái đất nước Thái Lan này với cái Việt Nam của mình nó như thế nào. Thì video mình muốn làm nói về giao thông được ở ở Vương quốc Thái Lan thôi. Các bạn biết không, ở Thái Lan họ sử dụng lề trái, nghĩa là giao thông của họ là bên lề trái, còn Việt Nam mình là bên lề mặt. Mình nhớ cái ngày đầu tiên qua Thái, ngồi trên xe mình sợ thoát ruột luôn, tại vì xe nó chạy lề trái ào ào ào, mình thì quen lề phải rồi, nó thành ra sợ lắm các bạn ơi. Nhưng mà từ từ nó cũng quen thôi. Các bạn biết không, giao thông ở Thái rất là hay các bạn ạ. Mọi người tuân thủ luật lệ giao thông rất tốt, họ tự giác dữ lắm, và tinh thần tự giác rất là cao. Nói thì các bạn không tin chứ đi 500 thậm chí cả 1000 cây số đường xá đông nghẹt xe cộ mà các bạn không nghe một tiếng kèn, các bạn có tin không? Không nghe một tiếng kèn luôn. Đó, họ biết nhường nhịn nhau với vấn đề giao thông đã rất là hay. Cái tai nạn giao thông nó ít xảy ra lắm lắm, và nhất là đối với người đi bộ. Các bạn thấy đường xá Thái Lan, mình nói đường xá là ở thành phố với ngoại vi thành phố nha, chứ còn ở vùng quê xa xôi á, thì mình không nói. Thì ở phạm vi này á, tai nạn ít sẽ xảy ra lắm, nhất là đối với người đi bộ. Các bạn biết không, một cây số, nhiều khi chưa đầy một cây số rồi có cái cầu vượt à, rồi người ta muốn qua lộ á, cầu vượt để mà qua, không có băng ngang đường giống như Việt Nam mình đâu. Nó rồi làm sao tai nạn xảy ra? Làn đường dành cho người đi bộ riêng, xe không có bén mảng tới, và cái đường xe chạy, cái lane của xe hoặc là lane của cao tốc, người đi bộ cũng không có đụng chạm gì tới. Thì hỏi bạn với làm sao mà có tai nạn xảy ra? Nó rất là hay. Thì mình muốn quay cái video này để cho các bạn xem cho vui, nó cho thấy là cái sinh hoạt và nhất là vấn đề giao thông ở Thái á, nó như thế nào, để các bạn suy gẫm. Và nếu sau này á, có điều kiện qua du lịch xứ Chùa Vàng á, thì các bạn cũng không có ngỡ ngàng vì cái hệ thống giao thông bên trái của họ. À, giao thông bên trái giống như Hồng Kông với Anh Quốc. Thì bây giờ có thể 7 giờ mấy sáng rồi, đúng ra giờ này đó mình đã đi làm việc, nhưng mà hôm nay mình được nghỉ. Thường thường mình làm việc 12 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng, đó là một chuyến xe, xe làm rau đó các bạn, giống như xe cái bán tải, nó vô nó mua rau rồi nó mướn mình làm. À, mình cũng đơn giản thôi, vô bọc bọc ni lông các bạn, món nào cũng vô bọc cho nó, mà thường thường nó là mỗi bọc là giá 10 bát, bán 10 bát à, có khi 20 bát, nó tùy theo, nhưng mà chủ yếu là 10 bát đó. Mình vô bọc cho nó treo lên xe, treo đầy xe luôn. Đó, có nhiều xe nó treo đầy, giống như là mình đã có quay cái video clip trước đây cho các bạn xem á, đó là xe rau là như thế đó đó. Rồi họ sẽ đi ra các đường phố ở địa phương của họ,
họ bán, rồi xong tối họ lại quay về, hoặc là khuya họ quay về cái tà lạt này nè, và họ mua rau tiếp tục. Thì mình làm cái chuyến 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng là xong, và cái chuyến giấc sáng là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi sáng các bạn. Cái chuyến đó là chuyến lớn, chuyến đó một chuyến xe đó, có mười mấy người làm bị xuể, tại vì hàng nhiều quá, rau củ quả quá nhiều luôn.